Nằm ngay bên lề đường dẫn vào ga Hà Đông, mới nhìn qua thì ai cũng tưởng đây là một cơ sở thu mua phế liệu với vô số những vỏ chai thủy tinh bẩn thỉu được thu gom về đây. Thế nhưng vỏ chai phế liệu thì chẳng mấy ai rửa như người phụ nữ này. Cái này là mình làm để mình rửa lấy vỏ mình bán này hay là như nào? Bà đóng rượu mà. À thế. Ở nhà mình bán cả rượu à? Vâng. Rượu gì hả chị? Rượu lỗ, rượu Thăng Long. À thế à? Thăng Long. Dù được sử dụng để đựng rượu, thế nhưng những chai thủy tinh phế liệu cũng chỉ được chùi rửa qua loa bằng một lần nước như thế này. Bên trong căn nhà xưởng chật chội, ngoài những bồn chứa inox lớn thì cũng không có dụng cụ chưng cất, lên men hay bất cứ thứ gì dùng để nấu rượu. Từ bồn chứa này, một loại dung dịch màu đỏ được công nhân đổ vào chai thủy tinh. Tiếp đó chuyển qua một người khác dùng vòi bơm thêm một loại dung dịch có mùi cồn vào chai. Thế là đã có một chai rượu vang. Bây giờ chưa gì có, vang nổ, nho, cá mưa mật ong, rượu nếp. Rượu gì cũng có. Chỉ khoảng 30 phút, hàng trăm chai rượu pha trộn kiểu áng chừng theo thói quen được chuyển đến bộ phận đóng gói. Các loại nhãn mác, tem chống hàng giả được dán chi chít, biến chai thủy tinh phế liệu bẩn thỉu trở thành một chai rượu vàng chính hãng. Thậm chí còn được trang trí thêm giỏ quà, thắt nơ cho phù hợp với dịp Tết. Sản xuất siêu tốc nên giá mỗi chai rượu cũng siêu rẻ, chỉ 18.000 đồng, tức là bằng giá một chai nước khoáng. Dù quy trình sản xuất thô sơ, không đảm bảo vệ sinh, thế nhưng bà Hoa, chủ cơ sở, vẫn tự tin mỗi ngày sản xuất cả ngàn chai rượu bởi nhà có ô to. Nên tôi phải cháu anh, nhà cô cũng ô to nhé. Nhà ô to đúng không? Cho nên không vấn đề gì cả. Mãi gì đâu, để cả bọn cháu là có bằng kinh tế cô sợ gì đâu. Chẳng biết ô nhà bà Hoa to đến đâu, thế nhưng suốt nhiều năm nay, loại rượu sản xuất siêu tốc, giá siêu rẻ này vẫn được tung ra thị trường mà không bị bất cứ một cơ quan chức năng nào xử lý. Trong khi đó, chỉ cần quét mã vạch của các sản phẩm này bằng phần mềm kiểm tra, cũng nhận được ngay thông báo mã này đã bị thu hồi quyền sử dụng. Màu đỏ không bình thường của rượu vang nho cũng bị bám dính ngay vào giấy thấm khi thử nghiệm. Theo thông tin từ chủ cơ sở, mỗi ngày hàng trăm thùng rượu như thế này được chuyển đi khắp các tỉnh miền núi phía Bắc tiêu thụ.